Let's go. Thì lần này cái platform của chúng ta chơi nó sẽ khác với cái kia, tại lần đầu tiên mình chơi server kiểu như mình tạo server á, nó hơi lọt chọt, cho nên là cũng chưa có định dạng được cái phong cách chơi như thế nào, nhưng mà mình đã nghĩ ra một cái phương cách đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Bây giờ là anh em trong tay bờ là không có ở chung với nhau, đồ là đồ riêng chứ không còn là đồ chung nữa, nhưng mà vẫn chung tay bờ, chỉ là mỗi người sẽ mỗi nhà mỗi khác đấy, cần gì hú anh em qua chơi đấy, có đánh boss hay là có tem rủ tem con này con kia thì qua giúp đỡ, còn nếu mà không thì thôi. À, mỗi người sẽ có một cái khu, cái công việc riêng, cái khu sống riêng đấy, chung trai bò nhưng mà không ở chung một xóm, không ở chung một nhà, hợp lý không? Thấy chuyến chưa? À, cho anh mượn con parasol mày. Ngoại chim đâu rồi? Nhầm ba con chim này. Nó có quýnh mình không à? Hay quýnh thú? Quấn mầm non luôn. Rồi rồi rồi. Ôi dồi, đam to thế nhỉ. Ê, cậu bị chim dí Thảo nữa. chim luôn kìa. Thảo, về lấy chiếc Exeter nè Thảo. À, mình quên giới thiệu nữa, hôm nay mình có một nhân vật mới nữa, đó là Hậu nha anh em. À, do máy Hậu bị lỗi cho nên là kiểu như là không có bật tiếng ở trên Discord được. Tụi mình chơi voi ở trên Discord. Đấy, mà Hậu vẫn nghe tụi mình nói. Đây mình ráp cái spear đi. Tự vệ cái anh em ạ. À, nâng cho mình tốc độ chạy một tí nữa Hậu chết phát rồi tiêu ơi. Lúc mà Hậu nó nói là nó muốn vô chơi server này á, cái anh nói là ok vô 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 chơi chung với tôi cho vui, cái nó không, tôi muốn làm người phản diện. À, phản diện? Tôi hỏi anh hỏi phản diện là phản diện sao? Nói phản diện có nghĩa là một mình tôi vs3, có nghĩa là giờ server mình pvp đúng không, giờ một mình tôi vs3 hết, chắc ba ông luôn. Nga, ôi rồi nghe anh nói Nghe có cưa. vị sai sai ghê vậy. Anh vô đây anh đúng, anh hiện chữ đỏ không? Anh vô đây Tùng ơi, tôi ngộp thở quá Tùng ơi, tôi ngộp thở quá, xếp cho tôi cái bình oxy đi ông ơi. Few moments later. Để xong buổi livestream ngày hôm nay đi anh em ạ. Xong buổi livestream ngày hôm nay thì mình phát nói mình mới biết được ARK nó có một cái chức năng gọi là liên minh nữa. Liên minh kiểu như là khi những cái tribe khác á, tạo ra rồi số thành viên như vậy ha, thì đồng ý liên minh với nhau thì nó giống như là người một nhà vậy đó. Nhưng mà hình như là đồ đạc thì không lấy được đúng không Phát? Dạ, đúng rồi. Đồ đạc thì Không không lấy được. không tự mở cửa được. À, đấy, liên minh là liên minh mà đồ riêng là đồ riêng mà đồ chung là đồ chung đấy. Nó phải có sự khác bọt như vậy. Game hơi to nhỉ. Rồi, ok. À, tiếp theo mình sẽ làm một cái arrow. 18 cái arrow và bow. Arrow thì chắc là arrow độc, để mình làm cái motor cái đã. Anh ơi, cái boss này nó dàn là chẳng chẳng ai cô tích thượng thôi à, cái cây á, nó Ủa dàn vậy luôn. luôn hả? Ôi ngon vậy. Ôi, đã thế, dễ sống rồi, dễ thở rồi. Video ơi. Ê Hậu sao lạc qua đây vậy? Đi đâu Hậu? Đi đâu hả? Ở nhà ở đâu hả? Em nhà ở đâu? Tôi sống gần đây hả? Thì ai không biết là sống gần đây, bốn đứa mình sống gần đây mà. Ý là nhà ông gần
Nó chỗ nào á chứ? Đâu hướng này đúng không? Hồi nãy nó đi từ hướng này qua nè. Ở đâu dẫn ông về nhà? Dẫn tôi về nhà ông coi. Có gì hết không? Có chỗ nào tôi biết. Ôi nhà xa vậy? Ôi, nhiều khi đi qua nhà đó rồi. Ủa nè hả? Ở chỗ này nè. Dẫn tôi tới cái chỗ này lúc đó phải đéo cái gì đặt cái xuống nhà tao nè. Mà cờ ai ai nó quấn nữa. Ê ê cứu 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 cờ lồn mấy con đi lô 240 em vừa chết em cũng hả sao vậy, ai đứng gần tôi vậy Hậu hả, vụ gì Hậu? Hậu bị làm sao á? Alo alo. Nghe nè nghe nè. Sao hả? Ủa nghe luôn hả? Nghe. Ui. Hay vậy. Sao vụ gì đứng gần sát tôi lại tính làm gì sát tôi vậy? Con có mất đồ. Bỏ cái milat cho người ông á tôi. À bằng tí. À ok ok. 10 phút nữa. Ok ok. Cho mượn con mô chớp á. Rồi ok để đó đi. 12k máu. Ui 12k máu hả? Lấy liền lấy liền. 4k đam á. Ồ, lấy liền, xin nhá. Thôi, Hậu cứ yên tâm đi, không chết đâu. Câu này câu nguy hiểm nhất nha. Vô, ảnh trả lại cho ông mớ thịt với mớ da. Không, không, đâu có nói vậy được. Mình lấy uy tín là sự nghiệp mà. Vô trả cho ông mớ thịt với mớ da. Cùng lắm anh tem lại cho Hậu cái con khác thôi. Rồi. Người ta cho cục thịt biết đi mà trả lại người ta cục thịt đứng im. Không có, có tầm xíu nữa lên nướng anh dùm luôn cũng được. Cùng, cùng lắm gấp đôi thịt. Vậy là giá này giá rồi. Giá vậy là cao rồi đó, giá vậy là cao. Ôi, gần đây có con Rarus nè anh em. Rarus con chuột chuỗi á, bên Abo á. Còn phải có mặt âm kìa. Con trứng này gì hả? Con đó cần tới 3 trứng nữa. Đem bắn phụ chưa? Rồi đó. Em bắn phát không ạ? Ừ ha. Mà mấy con bờ te là một viên mà quên nữa. Tùng qua đây tự rơi đi anh. Ờ à, em có bánh kem không? Chết mẹ anh rồi. Má con anh thấy con Alpha Dilo ngon cơm quá, anh tính bắt nó. Má nó quăng bãi nước bọt cho mặt anh luôn. Đang nằm một đống ở đây nè. Ở đâu anh? Ở gần khúc hồi nãy Tio gặp anh á. Ok, đếm đây nha. Chỗ nào Tio? Anh đem bẫy qua bẫy đó. Nhà anh đi thẳng gần, bên kia luôn. Gần cái cầu. Cầu. Rồi. Tạm em đếm luôn. Vỗ tay. Vỗ tay. Hay lắm em à. Level 60. Nó tạp em cái em đi luôn. Má hay quá, nó xỉu quá, nó không nghe mùi anh được rồi. Nó chết mẹ rồi. Gần máy biển không à? Gần lắm luôn. Này, tự nhiên em đang trên bước kia thì chờ bộ lan á. Quỷ đã đưa cái tán cho em phía trước luôn. Dạ. Em thấy hình bóng của nó rồi đó. Nó hiện ra Raptor kìa. Ừ, nó. Được không? Không để em chơi nha. Thôi thôi, anh phát hiện ra để anh chơi. Anh phát hiện ra trước để anh chơi. Mấy chú cứ giành anh. Anh lo được, anh lo được. Anh kỹ năng đỉnh cao, anh lo được. À, bờ te, dụ... À, đi vô, cứ bờ te dụ nó vô bẫy nè, đi vô. Rồi cho anh Tùng tự xử nó. Tem được tem. Gặp em quá chạy ngược lại kìa. Quánh nó một cái, quánh target nó một cái. Quánh cho nó. Thôi. Quánh đi, quánh đi. Quánh cái thôi nha, quánh cái thôi nha, đừng quánh nhiều. Chạy ra. Rồi, chạy. Ui, chút phun độc.
xỉu đó. Xẻo xẻo á nha, xẻo xẻo. Trời ơi. Ôi trời ơi. Rồi rồi rồi, dính 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 dính. Anh ừ anh đủ đạn, anh đủ đạn. Nice. Lẫm. Anh có keyboard, anh có keyboard. Keyboard này. Dễ em không bà tên 5.2 kìa anh. Keyboard combi. Cái này keyboard ờ combi luôn, ngon. Á à, vừa đúng người đúng thời điểm luôn anh em ạ. Phát, dễ em bà tên kìa anh. À, bà tên anh Tùng không tên à. Bà tên đâu, đâu 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 đâu, bà tên đâu. Thì cũng nhầm bờ biển luôn, có gì nghe em á. Cái chỗ dưới cầu luôn. Rồi rồi, để đó, thôi anh qua. Anh đang canh dạ. Con này, mấy con này nó tụt tụ bồ nhanh lắm. Nó có cái cung xịn bắn hơi bị thốn á. Bắn đầu nó là cái bắn ca. Ừ. Bắn cả ca tụ bồ luôn. Wow, tới công chuyện liền. Ủa chết mẹ. Cái con mô chết con hậu nó uống tiêu rồi. Quên nữa. Dạ, à, đợi, đợi, đợi. Để quay về trả cho hậu cái đó. A few moments later. Ê mấy đứa có lấy biotoxin được chưa? Biotoxin. Ừ. À, đọc sứa hả? Ừ đúng rồi. Chưa. Giờ coi cặn gì. Mình cũng chưa đủ cái vợ để chết anh. Sai má con này sao bắt được nó ta à. Quay Tiêu ơi, Tiêu dạ. Em bây giờ em có rảnh không, bây giờ em chạy qua cái khu vực 60-30 đi, ngay cái dấu cộng luôn á, thấy không, điểm giao nhau 60-30 luôn á. Em bay qua với con bờ te đi, anh gấp em lên. Em gấp anh lên, anh bắn có con quét dầu này nè. Quét dầu này hơi bị chiến nè, mình tem thú mình gấp được hết á. Ủa nó đâu có tiêu rồi, ở đây nè. Chung chia be bắn xỉu, tem thú mình được nha. Ôi rồi, 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 không sao, anh lo được, kỹ năng anh cao. Nó còn có con đô đô quay vần mà. Cái nhờ. Nó gượt ghê lắm. Admin bot là bao bá luôn. Ngày xưa xem anh chơi bắt admin bot xong làm gia đình admin bot vui vẻ liền. Ừ. Đó là ngày xưa thôi. Ơ à, kìa sao mày gấp anh đi đâu vậy? Bờ tay anh đâu? Cửa nhà. Ở rồi bờ tay mày đâu? Ờ, cho anh đi xuống chứ. Ờ, từ từ, khoan, từ từ, khoan, con quét dầu đâu, Đi lên quét dầu luôn đi. Ờ, mày nhớ vị trí của con quét bờ te tao là được. Má, tao sợ bắn cái chết mày luôn á. Em có Ui, em có berry đen không? Dạ không, để tên trong người em nè, cho trong quét dầu nè. Ủa, cho con bờ te. Ờ, à, để anh coi. Ờ, à, vậy đủ rồi. Rồi, chơi nhá, chiến á. Bài tìm cái gì? Em xả nó bay qua hướng con Godo Vivan rồi. Không sao, mình tem Godo Vivan luôn. Nè. Anh chỉnh mã bay lên cái anh kill nó luôn. NPC chất lượng lên nè. Godo Vivan trước mặt kìa anh. Rồi rồi, anh thấy à. Đâu rồi, nó đâu rồi? Bây giờ xuống. Giờ xuống chim chia ra tìm đi, nó bay đi nữa rồi. Ừ. Thế nhở? À, let's go. Hả? À, bên đây nè. Bên đây nè. Ờ. À, đây nè em quay lại chỗ cũ, đáp xuống chỗ cũ. Kế bên luôn, ngay cái rốt vàng á. Thế cho nó nhanh. Rồi, rồi, gấp anh lên, nó hướng này nè, hướng anh nhìn nè.
Thôi. Bay bay trên lưng đó nha, bay trên lưng đó. Con NPC của em phóng một lao 2k, diện k 2k tu bộ anh. Bay trên lưng đó rồi, một dao. Tiếp tục. Chóng mặt quá. Bay trên lưng đó cho anh dễ bắn. Không bắn trúng mẹ. Ủa nó bay nhanh vậy? Đừng có bấm C nha ông cú. Đúng rồi bắn. Rồi. Từ từ bình tĩnh, bay trước mặt đó hoặc là trên lưng đó. Cái móng chân mày che tao rồi. Không biết bắn trúng cái móng chân không nữa. Không. Ok, trúng rồi kìa. Coi tô bộ coi. Có sao không? 4k. Cô bọn chim chưa đó. Rồi dính thêm một cái nữa. Một cái nỏ của anh mạnh không vậy? Mạnh lắm. Em có cái nỏ nào mạnh hơn anh không? Em có cái nỏ gì mà không biết như nào. 423 đam. À, của anh hả? Nó bay về hướng này chắc nguy hiểm. 420. Đưa anh cái nỏ đi, Trong bờ đây anh. Trước mặt kìa anh ơi, đồ anh trước mặt. Rồi quẹo. Con phải hỏi. Từ bình tĩnh. Bay vô chỗ ác dễ sợ. Rồi dòng trúng rồi đó. Ui sao nó bay quá quá. Bay lên cao. Né đồ quay mình ra. Má có khi nào mà nó bay qua bển đồ quay mình sơ tái luôn không? Ơi, né lẹ. Ấy, ta ghét rồi, nó ta ghét mình rồi. Giờ lưỡi xuống biển nè, em sấy rồi, em chạy đi. Ấy, nó dẫn tới. Rồi, sấy đi. Cái đi. Cái tê nhờ. Cái chữ hồ bày để kìa. Chạy đi, một đứa chết được rồi. Nhớ là cái chỗ anh chết nào quay lại. Bay con quét đầu ác dễ sợ. À, cái bèo gì vậy? Ôi trời ơi, nhà tôi đây hả? Nó phải nhà tôi không? Mấy cấp quay luôn. Quay lại làm túi đồ anh giùm nha. Rồi quay về đi, kế hoạch phá sản rồi. Ngay thế nhờ. Anh chết quẹo dưới biển không? Ủa hình như cái chỗ này không phải là nhà mình. Nhà này của Hậu. Có Hậu nó ốp hay gì ta? Ốp miết nhờ. Giờ đi phải cúi mặt gì nè. Nó vô đây lắc quá. Hết oxy chết. Hả? Mém hết oxy chết. Có chưa? Có rồi. Em bay sát dưới đất luôn, không dám bay cao luôn. Mới giờ nó là muốn bắt anh đâu có dễ. Bay vô chỗ hiểm phải rồi. Mà phát đâu nãy giờ làm gì ở nhà ta? Nãy giờ làm gì phát? Lần NPC em đi hạ sát mấy thằng NPC khác. Chi vậy? Em chưa có ý định xây nhà. Lát quá giờ chả phạm gì được cho nên. Em nói em thấy con Mantico 400 luôn. Wow. Em dẫn hai con bờ te về được không? Đang về nè. NPC hồi nãy chạy về hướng nhà mình đâu ta? Ừ,
Chẳng có ai đụng mấy con game tích nha. Nó tán 120 không á. Hôm qua có người xuống dạy em tán cái em chết luôn con Mantis Alpha. Cái con Rim đó phải hợp lại đánh mới được. Nó con Rim mạnh lắm. Phải ra cái trend hết level của con thú mới được. Nó tán con 120 mấy k. Con Mantis á, mình cày lấy vào Alpha Mantis, cày lấy vào xong mình cho nó cây kiếm, nâng cam kiếm lên cái quýnh 100 mấy k luôn. Hôm qua mới tới thử. Anh đang câu với anh Tùng. Đang nhà anh nè. Em dẫn mình đi. Ôi. Là hợp lý. Hồi nãy em thấy mấy NPC bên mép bên kia của cái đảo đúng không? Như anh bắn đồ sát tụi nó lấy đồ. À, anh tin con NPC em phan một cái 2k tổ bộ không anh? Đó, mà tê của anh dưới kìa. Ok. Nè đồ này em bỏ vô. Con bò đen mà. Đi vừa nó khác hơn. Ba kẻ hả? Mày thấy anh Tùng hả? Điên quá mày. Em tưởng con phát. Phát rồi ta. Anh hả? Anh ơi. Ở đâu rồi? Em không gấp được anh đâu. Chị à. Thả số, anh đi đồ xét mấy NPC. Sao hả anh ra đây? Ra đó gặp mặt anh em rồi chơi vui anh. Thôi vậy em có cờ em chế đồ, em chế đạn. Tiêu ơi, em quay lại cái bè anh, em lặn xuống em vớt xác anh lên đi. Đi game nữa hả? Anh đi game nữa. À, em thấy xác anh rồi. Ở dưới á, ở dưới á. Trời ơi, đem bè vô nó chè ăn. Ok không, thôi không. Bye các anh em nha. Hay cái mạng Viettel nó không cho tôi chơi game rồi. Chịu. Rồi, anh Tùng chết queo rồi. Lụm đồm anh luôn. Ok, bye bye mọi người nha. Nếu mà không có gì thay đổi thì mai mình sẽ cố gắng hên xui thôi, kiểu như bữa nào được thì mình live mượt mẻ, còn nếu mà không được thì vậy thôi. Ok, bye bye mọi người. Ngày mai vẫn 12 giờ trưa. Livestream. Này cũng phải liền.